Hôm nay mình dẫn anh em đi theo mình đi lên cái con đường đi lên xã Canh Liêu, huyện Vân Canh nha nè. Dành cho những anh em nào chưa biết cái cung đường này. Thì đây là mình tại vì cái dốc này nó cao lắm anh em, cho nên phải chạy số 1, số 2, số 1, số 2 cho nên với lại video nó dài á, cho nên mình tua X2 á anh em. Và để nhạc của nó thì nó dít mừng quyền, cho nên mình đã test nhạc đây rồi anh em. Anh em thấy cái dốc ghê không? Đủ cái dốc đây, phải nói là cái dốc đây xem mình lên số 1, số 2, số 1, số 2 không á. Dốc cao khủng khiếp, nhưng mà cái con đường anh em thấy không? Hai bên là rừng. Mà lên càng lên ấy là lên trên đỉnh đấy là nó dốc nó kiểu như mình lên trên đỉnh rồi là mình nhìn xung quanh nó rừng đẹp lắm anh em. Nói chung là rừng ở đây, khu đây là rừng nguyên sinh. Mình đi mình dọc đường mình đi mình thấy có cây ư, cây ư, và cái ư nó ra trái sai lắm, nhưng mà kiểu như chưa chưa chín nhớ nè, mùa này nó chưa chín nhé. Cái đường đây công nhận là đào nó làm ghê thiệt nè. Cái xe đối diện đó là chở keo, keo cái đấy keo của Nhật á, Nhật á, nước Nhật á, họ hợp tác với huyện Vân Canh, cái họ trồng cái keo đó bây giờ khai thác á. Keo ở bên này thì nói chung là nó ngắn cây lắm anh em, nặng thì có nặng nhưng mà nó ngắn cây lắm, nó ra nhánh từ lưa hết hai bên đây nè anh em thấy không, hai bên là rừng. Phía bên phải ấy là có một ít cây keo người ta trồng dọc bờ đường đó anh em. Đấy, anh em thấy rừng không, toàn rừng không á, rừng nguyên sinh ấy, chứ không phải là rừng non rừng ở đâu, rừng nguyên sinh á, rừng già cây to lắm, nhìn thấy vậy thôi chứ cây to lắm, tại vì ở trong cái camera ấy, cho nên anh em nhìn thấy nó vậy á, chứ mà thực tế ra ngoài đời nhìn thấy nó rừng đã lắm. Càng đi vô sâu ở trong kia càng nhìn càng đẹp nữa. Đấy, rừng á, anh em thấy không? Đồ, rừng này không? Người ta úi, người ta đã làm cái úi cái đường xuống và nó giảm bớt dốc nhiều lắm rồi á. Chứ không cái dốc này phải ghê luôn á, đúng mình đi là phải nói là mình ơ đầu luôn, mà dốc phải nói dốc ghê gớm luôn á. Đây nè, đi kiểu như mình đi xuyên rừng á. Đấy, anh em thấy hai bên là toàn rừng không không? Kiểu như là mình đi xuyên rừng nhá. Tua X2 mà nó còn chậm cỡ đây là anh em hiểu rồi á, xem đi nó chậm cỡ nào rồi. Lên mấy cái dốc này tức dốc lên phải lên số 1. Dốc đây được gọi là dốc cổng trời của xã Canh Liêng á anh em. Lên xã Canh Liêng, anh em nào đã từng đi lên xã Canh Liêng, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Thạnh, tỉnh Bình Định thì anh em sẽ biết cái dốc này. Dốc này nó gọi là dốc cổng trời này. Nó dốc tức gốc, dốc cao lắm. Đấy, đi lên dốc đây cảm giác ấy như lên đi lên trời á anh em. Cho nên người ta họ đặt dốc trời. Dốc cổng trời. Mặc dù là người ta họ đã đào cái họ làm đầu làm giảm cái dốc xuống đó, bây giờ mình lên trên đây mình nhìn thấy rừng càng càng ngày càng đẹp theo anh em nghe không đấy. Nghe không? Hai bên rừng cảm giác nó cảm giác mình đi trong này y như mình chung vô trong rừng nữa, nói chung là khá là thích anh em ạ. Đường trên này thì người dân ở trong đây họ cũng khá là khó khăn. Khó khăn vì rẫy rồi á. Rẫy rồi rồi bắt đầu cái đường vận chuyển này, xe cộ rồi ăn hết. Thì tiền dân họ trồng họ chăm sóc cây lên họ cũng không không được bao nhiêu. Tóm lại là xe cộ rồi ăn hết. Anh em cứ tưởng tượng cái đường này thì tiền vận chuyển nó phải cao, chứ tiền thấp phải ai ai vô đây đem xe vô đây chở cái đường dày mà
xe chạy vài chuyến nát xe hết, nói chung chạy xe chạy như chở cái trong đường đây là chạy phải, mình theo mình nghĩ là cái cước nó cao, cước cao thì bắt buộc là người dân họ khổ. Chứ bây giờ lấy từ đầu đập qua, lấy từ dân đắp qua hết, cho nên người dân họ ở trong đây là khá là khó khăn và khổ sở. Thì đúng đây, bây giờ mình lên dốc, bây giờ đang sổ dốc đó anh em. Đấy, trong đấy anh em thấy không, rừng rừng bát ngát bạt ngàn luôn. Mà cái đoạn này nó rất là xa luôn nha, hai mươi mấy cây số, phải phải ít đâu. Thì đi vô đoạn gần tới dân ấy là đoạn đấy người ta họ phát ra, họ trồng keo trồng đồ hết rồi, thì Nhật có họ trồng. Còn cái đoạn ngoài đây đường dọc đường đi này là chỉ có sát bên đường có người ta trồng, chả biết ai trồng, trồng keo keo con. Nhưng mà còn cái đoạn mà bên trong vô trong phía bên trong là trong ấy là rừng á, rừng nguyên sinh á, thì cho chỉ có mà gần tới đoạn dân á, là người mới mới rải nhiều. Còn ngoài đây thì nói chung là thấy anh em thấy không, xe kêu lên rồi lên tới đấy banh hư dọc đường không, dốc ghê vậy, rừng anh em nhìn đã thiệt. Mà phải có rừng nó mới nước non nổ, ngay ở khu làng nước rồi khó khăn rồi, ngay cái đoạn đấy người ta hợp phát ra làm keo làm rẫy hết rồi, nên thiếu nước. Cứ có rừng là sẽ có nước, nhưng mà rừng mà phát ra trồng keo hết, cái cây keo nó chỉ hút nước chứ nó không có nhả nước, cho nên là nó không có nước. Anh em thấy rừng không, rừng nguyên sinh phía bên phải á, em thấy rừng không, rừng nhiều ghê. Cái đất đây nó cũng thuộc cái dạng đất cát, đất theo kiểu như là ở trên An Khê, đất hình như đất trên An Khê Gia Lai, đất kiểu đất cát. Đất đây đúng ra trồng trồng bạch đàn, chứ còn trồng cây keo nó không có dài cây, mà nó ngắn ngắn cây, mà nó ngắn cây mà nó nặng thì nó nặng nhưng mà nó ngắn cây đó. Đất đây đâu chịu keo, nhưng mà người ta họ trồng Nhật á, nước Nhật á, họ hợp tác với Việt Nam mình, họ trồng keo không à. Đoạn đây cũng có lác đác người ta trồng keo dọc bờ ấy. Đây bắt đầu đoạn đây này người trở vô là rẫy người ta mới trồng keo á. Đây này, từ đây đoạn vừa đợi vô anh em thấy xanh xanh ở trước, ở trong rừng đấy xanh xanh là xanh lá chuối non đấy, là keo hết á anh em. Còn cái loại xanh đậm kia này mới rừng, còn xanh mà xanh lật lật đấy là keo hết á. Còn hai bên đường là cỏ nha anh em, hai bên đường là cỏ. Ở đây bắt đầu gần tới cái đoạn, gần tới đoạn dân rồi ấy, cho nên là rẫy đó, cái cổng chào á anh em thấy không, gần tới đoạn dân, gần tới xã Canh Liên. Đây hình như là tới tới xã này, vô đoạn nữa tới xã này, xã này khu đây này đó, xã đó, xã Canh Liên đó. Thì mình lại ở đây là mình đi qua bên xã Canh Liên, nhưng mà mình thì mình đi thì trong xã nữa, vô trong xã. Nói chung mình vô trong này cũng khá là sâu xa. Khu này là khu xã Canh Liên này. Đấy. Thì nhìn chung thì cũng ít nhà, mà dân ở đây thì đúng dân ở đây nghèo chứ cũng không có khá, cũng không có thuộc cái dạng, tại vì là anh em thấy cái đường là anh em hiểu rồi, đường làm gì vận chuyển là nó không khó khăn, cho nên khó phát triển là dễ, dễ mà sao phát triển được, khó chứ nha. Giờ đi đi qua ngay chỗ cái làng của cái làng chỗ mình đi qua đây thì cũng khá là xa, mà cái đường này hư tùm lưa hết,
khu này thì anh em không còn thấy rừng nữa đâu, thì rẫy hết rồi, phát rẫy hết rồi, tại khu dân mà, dân họ trồng, không phát rẫy thì dân không thể phát triển được, mà phát rẫy ra thì không có mất rừng mất nước, cái gì nó không có hai mặt của nó hết. Ủa, đường hư hết anh em thấy không? Đoạn đây thì lên dốc thì lại láng, mà cái bèn 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 không hiểu sao nó nát bét hết, chạy nát lưa không còn cái gì mà. À, anh em không? Trù, dốc ô đồ. Khung cảnh này nói chung mình là lạ mắt, mình nhìn nó khá là đẹp. Ở đây là trong trong hình, nếu mà ngoài thực tế anh em nhìn nó còn đẹp nữa. Đi nói chung cái đường này đi cũng khá là hấp dẫn. Nhìn ngắm cảnh, đi vừa ngắm cảnh. Khá là hấp dẫn anh em. Vì tại vì dốc lên á, xe mình lên cứ số 1, số 2, số 1, số 2 á. Cho nên là mình đi mình ngắm cảnh đã đời luôn. Ngắm cảnh đã đời luôn. Qua chở mấy anh em lên trên đấy. Chở mấy anh em lên trên xã Canh Liên. Rồi nghe cái đoạn này nhìn á, đẹp không anh em? Cũng đẹp luôn á. À, cái đường này qua mấy cái cua á, người ta họ đặt cái gương cầu nha, cái gương cầu để mình ngắm xe đối diện, nhìn xe đối diện ấy. Cái đường này nè, ngay vô cái đoạn đây, cái đường lên cái thôn đây là cái làn, cái đường xe nó chỉ vừa đủ một làn xe chạy thôi. Và nếu mà gặp xe ngược chiều thì mình phải tìm cái chỗ nào mình tấp vô. Mình chung vô, ví dụ như mấy cái chỗ đây á là mình gặp xe ngược chiều thì mình chung vô lề được, còn mấy cái đoạn đây này, đoạn hai cọc tiêu hai bên đây này nó khá là dài luôn á nha anh em, là đồ mà nếu đoạn gặp cái xe đoạn đây là hơi bị căng, về xe hơi bị xa á. Nhưng lên đây thì đỡ này, mấy cái chỗ mà nó có cọc tiêu đầy hết đấy là đồ mà ở đầu, chứ nếu mà gặp xe đi ngược chiều về về chết luôn. Mà khá là may mắn cho mình ấy là mình chỉ gặp một chiếc xe ngay chỗ vị trí có chỗ dê, có chỗ né, mình đã dê vô lề mình né. Chứ đây ví dụ như mấy cái đồ chỗ đây đồ có chỗ né, chứ còn mấy cái đoạn mà đầu cọc tiêu hai bên mà đường nó hẹp đấy là ở đầu ấy chứ. Đường nó hẹp vừa đủ một cái làn xe chạy, mà mấy đoạn đây này mà gặp xe đi ngược chiều thôi má.